Để anh cười trong nỗi đau chính em đã trao anh nhận lấy. Bấy lâu nay có phải anh lo quá nhiều, một thứ sẽ trốn chạy bỏ lại nơi anh. Một hạnh phúc tận tâm cũng chỉ là giấc mơ. Có phải anh lo cho em không biết đánh ngang cử chỉ là anh khờ. Có lúc yêu quá nhiều người ta sẽ bảo là mình điên, không quan tâm trên giới hạn cũng sẽ từ chút là chuyện phiền. Vậy thì tại sao anh vẫn yêu thậm chí còn hơn cái người trước? Một bước là sai, một bước là đúng, mấy ai dám bước ra cá cược? Anh có được một giấc mơ, một hoài bão nhỏ không vì em. Tương lai không chắc nhưng trong hiện tại anh cảm thấy mình đang bị ném vào một nơi nào đó mà chỉ có em mới tìm ra. Anh lại không chắc là em có tìm hay cứ bỏ mặc ở đó. Vấp ngã một hai lần anh còn có thể mà đứng lên, nhưng một thêm một rồi cứ thêm một, có lẽ anh không thể gượng đến. Lúc em bước khẽ bên anh để cho anh nụ hôn đầu, lặp lại khoảng cách giữa những người bạn với em có lẽ là không đâu. Khẽ nhìn em như mọi ngày, nụ cười sẽ không đâu, chắc không lâu sau sẽ thấy tình cảm anh chưa từng phai màu. Khẽ gật đầu cũng đúng, lạm dụng chút nơi trái tim, cứ gạt bỏ đi lý trí cho qua đi cớ gì kiếm tìm. Nhìn trước mặt em nơi đó, phía trước nữa có ai kia. Anh nhìn em nhìn nó, tình yêu rất khó mà phân chia, bởi ranh giới là ở em, cô biết quay đầu hay nhìn thẳng. Nhưng nếu quay lại bằng sự thương hại thì thôi bỏ đi. Anh chậm nhớ từ thiệu khi làm nhạc sẽ thấy anh khá hơn. Thì những bài rap về em thế này có lẽ trong nhà anh khá lớn. Anh chưa từng sợ phải một mình viết lên tâm trạng anh về đêm. Anh chỉ lo lắng không biết nơi đó em có ngủ ngon trong trọn vẹn, hay phải thức trắng vì ai, nước mắt ướt đẫm cũng vì ai. Mà không phải vui như anh từng muốn, bởi một hạnh phúc là vì anh cũng luôn trách móc sao không đến trước. Chẳng bao giờ anh làm em đâu, để vị trí đó anh nhường bước cái lấy đâu đớn một người đến sau. Anh chấp nhận đời em như thế, anh không chắc anh cũng chẳng than. Nhưng khi động lực trong ngược lại nhói, em cũng đừng nghĩ là anh đang nạn, chỉ là yếu tố nơi tinh thần ước định một chút như vậy thôi. Những dòng yêu thương em trao về ai anh đọc không quen nên lại nhói. Rồi lắm nhiều lúc có lẽ đôi khi và nhiều khi anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ trong cuộc chờ đợi em trường kỳ. Xin gió đừng thổi nữa, đừng mang cái lạnh ấy đến đây. Thân nhiệt một người không thể giữ ấm cho chính bản thân cũng vì vậy. Khi nhìn em như mọi ngày, nụ cười sẽ không đâu, chắc không lâu sau sẽ thấy tình cảm anh chưa từng phai màu. Khẽ gật đầu cũng đúng, lạm dụng chút nơi trái tim, cứ gạt bỏ đi lý trí cho qua đi cớ gì kiếm tìm. Nhìn trước mặt em nơi đó, phía trước nữa có ai kia. Anh nhìn em nhìn nó, tình yêu rất khó mà phân chia, bởi ranh giới là ở em, không biết quay đầu hay nhìn thẳng. Nhưng nếu quay lại bằng sự thương hại thì thôi bỏ đi. Anh chẳng cần CB Production. Ngồi em nghe, ngày mai sẽ lên thôi. Anh vẫn cứ ở đây chờ đợi một ngày em thôi.